Lại xin chào toàn thể các anh em của Liềm Đam Mê Yêu Thích Đánh Chim Tràng Nghịch trên toàn cả nước nhé. Ngày hôm nay thì chia sẻ cho các bác mới chơi là cách chọn địa hình đánh chim tràng nghịch. Hiện tại ngoài miền Bắc thì thời tiết nắng khá là đẹp các bác. Và cái thứ hai nữa là chim tràng nghịch bắt đầu sung rồi, bắt đầu chạy rồi. Bây giờ đi đánh thì con quốc ta, con tràng nghịch đánh thì khá là hiệu quả. Còn cách chọn địa hình thì các bác nên chọn cho mình những cái eo đồng, cái eo đồng hẹp thôi. Và cái thứ hai nữa có những cái ruộng cỏ lùm xùm này, ruộng cỏ tốt này. Cái thứ ba nữa bờ mương, bờ mương nó có nước này. Đấy, cây khoai mon thì các bác dùng loa điều khiển từ xa, các bác gọi. Đấy, gọi thì con chim nó đáp lại. Đấy, mình nghe ra chim mái hay chim trống thì mình triển khai đánh. Còn kèo này thì vừa gọi con chim bắt đầu nó chạy lên đây này. Bây giờ em đặt lụp ở khu vực đây, định cắm thêm vài cái thòng nhưng mà con này con đực nó khá là hăng. Đấy thì bây giờ em quay cho các bác xem kèo đánh này nhé. Đây kèo đây anh em. Ok. Một cháu. Đây, đây xem nè. Đúng không? Đi nhà mái phải kêu như thế. Cứ thế đến gần trống và gần cái chóp này. Bộ thòng ở đây anh em này. Đấy, anh em nào cần mua thòng đánh tràng nghịch này. Đấy, và lụp đánh tràng nghịch thì anh em tham khảo đặt hàng cho em nhé. Để số điện thoại góc màn hình video. Bây giờ thì hai anh em di chuyển đánh những kèo tiếp theo đây.